cận cảnh ca đại phẫu thuật tách dính cặp song sinh phức tạp. Sáng ngày 15 tháng 7, trường hợp hai bé gái song sinh dính vùng bụng chậu cực kỳ hiếm gặp đã được tiến hành phẫu thuật tách dính. Toàn bộ ekip gần 100 nhân viên bao gồm hơn 60 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp hội chẩn nhiều lần cùng với 30 chuyên gia từ các bệnh viện và trung tâm lớn trên cả nước như Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Chợ Rẫy, chấn thương chỉnh hình, mắt, xuyên á và trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn một năm trước, thai phụ 25 tuổi, ngụ tại quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh mang thai lần đầu vào tuần thứ 16, phát hiện thai đôi dính nhau ở vùng bụng chậu, chung một dây rốn. Đến tuần thứ 33, thai phụ được chẩn đoán thai chậm tăng trưởng nặng và đe dọa tử vong. Do đó, Bệnh viện Hùng Vương đã hội chẩn tiền sản với Bệnh viện Nhi đồng thành phố để tiên lượng những rủi ro sau sinh và tiến hành mổ sinh cho hai bé vào ngày 7 tháng 6 năm 2019. Cân nặng lúc sinh của cả hai bé được 3,2 kg với tình trạng dính nhau ở vùng bụng chậu, tứ chi đầy đủ và có hai cơ quan sinh dục và một hậu môn. Hai bé được đặt tên là Trúc Nhi và Diệu Nhi. Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp song sinh dính nhau vùng bụng chậu với bốn chân tách rời cực kỳ hiếm gặp. Ước tính trên thế giới, tỷ lệ song sinh dính nhau là 1 trên 200.000 trẻ sinh sống. Trong số đó có 6% là dính nhau theo kiểu của hai bé. Ngoài ra, hai bé còn hàng loạt bất thường ở vùng bụng chung như có chung một phần hồi tràng, một khung đại tràng và chỉ có một hậu môn. Về hệ thận niệu, hai bé có hai bàng quang nằm hai bên của ổ bụng chung. Mỗi bàng quang được hai niệu quản xuất phát từ hai bé đổ vào thay vì của cùng một bé. Về cơ quan sinh dục, hai bé có tử cung âm đạo đôi. Ngoài ra còn có hở khớp mu, khung chậu hai bé xếp lại thành một vòng tròn. Hiện tại hai bé đã được 13 tháng tuổi, nặng 15 kg với các chỉ số phát triển gần như trẻ bình thường, đủ điều kiện sức khỏe để được tách dính. Ca mổ dự kiến sẽ kéo dài 12 giờ, kết thúc lúc 18 giờ cùng ngày. Đây sẽ là một hành trình dài, gian khó và đầy thách thức sau mổ. Rất mong ca đại phẫu thuật sẽ thành công tốt đẹp, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh thông tin. Vietnamnet sẽ tiếp tục đưa tin về ca phẫu thuật đặc biệt này.